everyone. Nice to meet you today. Xin chào các em. Hôm nay cô rất vui được gặp các em trong chương trình dạy học trên truyền hình dành cho học sinh khối 12. In this lesson today, I'm going to help you to revise Unit 16, the Association of Southeast Asian Nations. Trong tiết học ngày hôm nay, cô sẽ giúp các em ôn lại bài số 16, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á. And this is the content of the lesson. Và đây là nội dung của tiết học ngày hôm nay. Part 1, Vocabulary Revision. Trong phần 1 của phần từ vựng, cô sẽ ôn cho các em một số từ liên quan đến Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á. 2, một số ngữ, ngữ thành ngữ và ngữ động từ xuất hiện trong bài đọc. 3, luyện tập. Part 2, Grammar Revision. Phần thứ 2 là phần ngữ pháp. Cô sẽ giúp các em ôn mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian adverbial clause of times or time clause. 1. Liên từ chỉ thời gian. 2. Sự hòa hợp thì trong mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian. 3. Luyện tập. Part 3, minute. Và phần cuối cùng là một bài kiểm tra nhỏ. Now, let's start the lesson. Bây giờ chúng ta bắt đầu bài học. Vocabulary revision. Trong tiết học reading, các em đã tìm hiểu về lịch sử, mục tiêu, sự phát triển và tầm nhìn của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á. Trong tiết học này, cô sẽ giúp các em ôn lại một số từ trong bài này. Về lịch sử, chúng ta đã tìm hiểu về sự thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á được thành lập ở Bangkok, Thái Lan vào năm 1967, có 5 quốc gia thành viên ban đầu và bây giờ nó có 10 quốc gia. Những từ cô muốn ôn lại các em trong phần lịch sử. Association. Association. Hiệp hội. Found. Found. Có từ đồng nghĩa là establish hoặc set up. Thành lập. Diverse. Diverse. Đồng nghĩa là varied. Đa dạng. Khi chúng ta tìm hiểu về những mục tiêu của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á thì có hai mục tiêu chính. Mục tiêu thứ nhất, thúc đẩy sự phát triển kinh tế, tiến bộ xã hội, phát triển văn hóa. Mục tiêu thứ hai là thúc đẩy sự hòa bình và ổn định thông qua sự tôn trọng bình đẳng giữa các nước trong khu vực. Và trong mục tiêu chúng ta có những từ để ôn là những từ này. Accelerate, accelerate, thúc đẩy. Promote stability, promote stability, thúc đẩy sự ổn định. Integration, integration, sự hội nhập. Justice, đồng nghĩa là fairness. Justice, fairness, sự công bằng. Khi tìm hiểu về sự phát triển của các quốc gia Đông Nam Á, chúng ta có đề cập đến GDP. Trong môn học địa lý, các em đã được nghe nhiều về GDP. Và GDP là gì? GDP là chữ viết tắt của Gross Domestic Product. Gross Domestic Product, tổng sản phẩm xã hội, hoặc là tổng sản lượng quốc dân. Tính từ domestic, chúng ta đã được gặp trong bài số 1, domestic chore, công việc nhà. Vậy tính từ domestic có nghĩa là thuộc trong nhà, thuộc nội địa hoặc trong nước. Về tầm nhìn các quốc gia Đông Nam Á thì chúng ta ôn lại những từ vựng sau đây. Adopt, adopt, chấp nhận, thông qua. Adopt a plan, thông qua một kế hoạch. Enterprise, enterprise, doanh nghiệp, việc kinh doanh, đồng nghĩa là business. Investment in something, investment in something, sự đầu tư vào lĩnh vực gì đó. Socioeconomic, socioeconomic, thuộc về kinh tế xã hội. Some crazy idiomatic expression and phrasal verbs. Bây giờ chúng ta ôn lại một số ngữ, ngữ thành ngữ và ngữ động từ trong bài đọc. Như các em đã biết, việc nắm được nghĩa của một ngữ, ngữ thành ngữ và ngữ động từ sẽ giúp các em dịch thoát được câu, đoạn văn và giúp các em hiểu được bài. Đây là một số ngữ mà cô muốn ôn cho các em trong tiết học ngày hôm nay. One, be admitted to, được nhận vào. Two, account for, đồng nghĩa với nó là make up, chiếm tỷ lệ. Nó còn một nghĩa là giải thích cho nguyên nhân của cái gì, vậy đồng nghĩa là explain.
Three, according to someone something. Theo ai, cái gì? Four, lead up to something. Dẫn đến điều gì, mở đầu cho điều gì? Example, what are the causes leading up to the outbreak of COVID-19 pandemic? Những nguyên nhân mà dẫn đến sự bùng phát dịch cúm COVID-19 là gì? 5. Be aimed at, verb in, hướng đến mục tiêu. Example, the Red Cross is aimed at giving medical aid and other help to the victims of natural disasters. Hội chữ thập đỏ hướng mục tiêu cho sự trợ giúp y tế và sự trợ giúp khác cho những nạn nhân của những thảm họa thiên nhiên. And the last, pay attention to someone something, đồng nghĩa là take notice of someone something, chú ý đến ai, cái gì. Example, please pay attention to what I am saying, làm ơn chú ý đến những gì tôi đang nói. Vậy là các em đã ôn phần từ vựng của bài 16. Bây giờ chúng ta qua phần practice. Choose A, B, C or D to complete each of the following questions. Chọn đáp án A, B, C hoặc D để hoàn thành mỗi câu hỏi. There are four questions in this exercise. Có 4 câu hỏi trong bài tập này. Bây giờ các em đọc qua 4 câu hỏi, sau đó chúng ta làm từng câu một. Question 1. This country needs investment education. A. In. B. With. C. At. D. At. Đây là bài tập dạng câu hỏi giới từ. Và khi nãy chúng ta đã ôn investment đi với giới từ in. Và đáp án chọn của chúng ta là đáp án A. Đất nước này cần sự đầu tư vào giáo dục. Question 2. The ASEAN leader have decided to closer relationship between countries. A. Found. B. Adopt. C. Integrate. D. Accelerate. Đây là dạng câu hỏi về nghĩa của từ. Vậy chúng ta phải dịch được câu đã cho và nghĩa của 4 đáp án. Những nhà lãnh đạo Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á quyết định mối quan hệ mật thiết hơn giữa các quốc gia. A. Thành lập. B. Chấp nhận. C. Hội nhập. D. Thúc đẩy. Và đáp án chọn của chúng ta ở đây là đáp án D. Những nhà lãnh đạo Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á quyết định thúc đẩy mối quan hệ mật thiết hơn giữa các quốc gia. Question 3. The aim is to promote close economic. A. Integrate. B. Integration. C. Integrated. D. Integrating. Bây giờ đây là bài tập dạng câu hỏi từ loại. A. Từ loại là động từ. B. Từ loại là danh từ. C. Từ loại là tính từ hoặc past participle. D. Đây là một present participle. Vậy đáp án chọn đó là đáp án B. Integration. Mục tiêu là thúc đẩy sự hội nhập kinh tế. The last question in this exercise. The company is planning to promote its products on pole and foreign markets. A. Diverse. B. Stable. D. Abroad. D. Domestic. Đây cũng là một câu hỏi về nghĩa của từ. Công ty đang lên kế hoạch quảng bá những sản phẩm của nó ở cả thị trường và thị trường nước ngoài. A. Đa dạng. B. Ổn định. C. Nước ngoài. D. Trong nước. Vậy ở cả thị trường trong nước và nước ngoài. Vậy đáp án chọn của chúng ta là đáp án D. Domestic. Công ty đang lên kế hoạch quảng bá những sản phẩm của nó ở cả thị trường trong nước lẫn nước ngoài. Chúng ta vừa mới ôn xong và luyện tập phần từ vựng. Bây giờ chúng ta qua phần kế tiếp. Now, look at the picture. What was Tom doing at 5 p.m. yesterday? And how about Mary? Yeah, Tom was watching TV and Mary was washing the dishes. Bây giờ chúng ta có thể dùng liên từ why để viết một câu dựa trên bức tranh này như sau. While Mary was washing the dishes, Tom was watching TV. Trong khi Mary đang rửa chén, Tom đang xem TV. Now, the next picture. What's Peter doing?
In the third picture, he is reading book. And in the second picture, he is watching TV. Now pay attention to the time in each picture. Bây giờ các em chú ý đến thời gian trong mỗi bức tranh. Bức tranh thứ nhất, 14:15, Peter đọc sách. Bức tranh thứ hai, 16:30, Peter xem TV. Vậy chúng ta có thể dùng liên từ after để viết lại như sau. After Peter had finished reading, he watched TV. Sau khi Peter đọc sách xong, cậu ấy xem TV. Đọc sách lúc 14:15, xem TV lúc 16:30. Vậy hành động đọc sách là xảy ra trước. Now, look at the sentence. Bây giờ chúng ta nhìn lại hai câu chúng ta vừa mới gặp ở trên. While Mary was watching the dishes, Tom was watching TV. After Peter had finished reading, he watched TV. Hai cái mệnh đề được gạch chăng, như tiết trước chúng ta đã được học, đó là mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian. Adverbial clause of time, hay còn gọi là time clause. Mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian. Bây giờ chúng ta ôn phần ngữ pháp mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian. Mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian là mệnh đề bắt đầu bằng liên từ chỉ thời gian. Trong hai ví dụ này chúng ta có liên từ while và after. Bây giờ chúng ta cùng nhìn lại những liên từ chỉ thời gian mà trong tiết trước chúng ta đã được học. When, why, as soon as, before, after, till, until, since, hardly or scarcely when, no sooner than. Mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian có thể đi trước mệnh đề chính. Và khi mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian đi trước mệnh đề chính thì được cách nhau bởi dấu phải. Khi chúng ta làm bài tập về mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian thì chúng ta nên lưu ý thì của động từ trong mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian và thì của động từ trong mệnh đề chính. Ví dụ câu thứ nhất, trong khi Mary đang rửa chén, Tom đang xem TV, hai hành động này cùng tiếp diễn trong quá khứ, vậy cả hành động đều chia ở quá khứ tiếp diễn. Sau khi Peter đọc sách xong, cậu ấy xem TV, vậy đọc sách rồi mới xem TV, hành động này xảy ra trước trong quá khứ, chúng ta chia quá khứ hoàn thành. Và hành động xem TV sẽ ra sau, chúng ta chia quá khứ đây. Và bây giờ cô sẽ ôn lại chắc em sự hòa hợp thì trong mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian, những trường hợp mà chúng ta thường gặp khi chúng ta làm đề thi. Mens clause, mệnh đề chính. Conjunctions, liên từ. Time clause, mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian. Một, mệnh đề chính hiện tại đơn, hiện tại tiếp diễn, chúng ta có liên từ when hoặc as, mệnh đề trạng ngữ thì hiện tại đơn. Hai, mệnh đề chính thì tương lai đơn, tương lai tiếp diễn, tương lai hoàn thành, liên từ when, as soon as, mệnh đề trạng ngữ thì hiện tại đơn hoặc hiện tại hoàn thành. Ba, mệnh đề chính quá khứ đơn, quá khứ tiếp diễn hoặc quá khứ hoàn thành, liên từ when, as soon as, mệnh đề trạng ngữ quá khứ đơn. Khi mà chúng ta thấy mệnh đề trạng ngữ là quá khứ đơn mà mệnh đề chính là hành động này sẽ ra liên tiếp, hai hành động này sẽ ra liên tiếp thì cả hai chúng ta chia quá khứ đơn. Hành động trong mệnh đề chính mà kéo dài thì chúng ta chia quá khứ tiếp diễn. Hành động trong mệnh đề chính mà xảy ra trước thì chúng ta chia quá khứ hoàn thành. 4. Liên từ while. Mệnh đề trạng ngữ thì quá khứ tiếp diễn thì mệnh đề chính có thể xảy ra quá khứ đơn hoặc quá khứ tiếp diễn. 5. Liên từ by the time before. Mệnh đề chính thì tương lai đơn hoặc tương lai hoàn thành. Mệnh đề trạng ngữ hiện tại đơn. 6. Liên từ since. Trước since thì hiện tại hoàn thành. Sau since quá khứ đơn. 7. Liên từ after. Mệnh đề chính ở quá khứ đơn thì mệnh đề trạng ngữ là quá khứ hoàn thành. 8. Liên từ till, until. Mệnh đề chính thì hiện tại đơn, tương lai đơn hoặc câu mệnh lệnh thì mệnh đề trạng ngữ là thì hiện tại đơn hoặc hiện tại hoàn thành. Và các em lưu ý, trong mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian không dùng tương lai đơn mà dùng hiện tại đơn hoặc hiện tại hoàn thành để diễn tả hành động trong tương lai. Và cấu trúc ngữ pháp mà chúng ta thường gặp khi chúng ta làm bài tập về thì nữa đó là cấu trúc no sooner than, đồng nghĩa là scarcely hoặc hardly when, vừa mới thì. Bây giờ các em nhìn lên cấu trúc. Động từ trong no sooner chia quá khứ hoàn thành, động từ trong then chia quá khứ đơn. No sooner, scarcely, hardly thường đứng đầu cao. Và khi nó đứng đầu cao thì có sự đảo ngữ giữa chủ ngữ và động từ, đưa had lên trước chủ từ. Bây giờ chúng ta nhìn vào ví dụ. As soon as they left home,
It began to rain heavily. Ngay khi họ rời nhà, trời bắt đầu mưa lớn. Câu này chúng ta có thể viết lại câu sử dụng no sooner đứng ở đầu cao như sau. No sooner had they left home than it began to rain heavily. Họ vừa mới rời nhà thì trời bắt đầu mưa lớn. Các em thân mến, chúng ta vừa mới ôn xong phần ngữ pháp của bài 16. Bây giờ chúng ta qua phần luyện tập. Choose A, B, C or D to complete each of the following questions. Chọn đáp án A, B, C hoặc D để hoàn thành mỗi các câu hỏi sau đây. Có 4 câu hỏi trong phần bài tập này. Bây giờ các em nhìn qua 4 câu hỏi. Bây giờ chúng ta qua câu hỏi đầu tiên. The accident happened while home. A. The roof. B. Were driving. C. Had driven. D. E. Driving. Với câu hỏi này thì chúng ta chú ý liên từ why. Động từ trong liên từ why chia thể tiếp diễn. Động từ ở mệnh đề chính chia quá khứ. Vậy câu này chúng ta sẽ chọn phương án B. Were driving. Tai nạn xảy ra trong khi anh ấy đang lái xe về nhà. Vậy hành động đang lái xe về nhà là quá khứ tiếp diễn, bất chợt có hành động xen vào là xảy ra happened, quá khứ đơn. 2. Many people at home since the coronavirus pandemic broke out. A. Have worked. B. Worked. D. Have worked. D. Worked. Với câu hỏi thứ hai, chúng ta chú ý liên từ since. Trước since, hiện tại hoàn thành. Sau since, quá khứ đơn. Vậy đáp án chọn trong câu hỏi thứ hai đó là đáp án A, have worked. Nhiều người làm việc ở nhà kể từ khi dịch cúm virus corona bùng phát. Câu hỏi thứ ba. I view a postcard as soon as I arrive there. A. Sent. B. Sent. C. Have sent. D. Will sent. Với câu hỏi này, chúng ta chú ý động từ arrive, hiện tại. Liên từ chỉ thời gian là as soon as. Ngay khi tôi đến đó, tôi gửi cho bạn một bưu thiếp và chúng ta chưa đến và khi đến sẽ gửi. Và đáp án chọn trong câu 3 đó là đáp án D, will send. Tôi sẽ gửi cho bạn một bưu thiếp ngay khi tôi đến đó. Câu hỏi thứ 4. She began to check for spelling errors after she the letter. A. Had typed. B. Types. C. Had typed. D. E. Typing. Với câu hỏi này, chúng ta chú ý cho cô liên từ after. Mệnh đề chính began, quá khứ đơn. Vậy after thì động từ trong mệnh đề trạng ngữ là quá khứ hoàn thành. Và đáp án chọn của chúng ta là đáp án C, had typed. Cô ấy bắt đầu kiểm tra lỗi chính tả sau khi cô ấy đánh máy xong lá thư. Các em thân mến, chúng ta vừa mới ôn xong phần từ vựng và phần ngữ pháp của Unit 16. Bây giờ chúng ta làm một mini test. Trong mini test này, các em có 10 câu hỏi để kiểm tra lại những gì chúng ta vừa mới ôn. Bây giờ chúng ta đi giải các câu hỏi trong mini test. Question 1. Circle the letter A, B, C or D to indicate the word that differ from the other three in the position of primary stress in the following question. Chọn đáp án A, B, C hoặc D để chỉ ra từ mà khác so với ba từ còn lại về vị trí âm nhấn trong câu hỏi này. Bây giờ cô trò mình cùng đọc câu hỏi thứ nhất. A. Original. Original. Âm nhấn nằm ở âm thứ hai. B. Suitability. Suitability. Âm hai. C. Development. Development. Âm hai. D. Agriculture. Agriculture, âm nhắc. Vậy trong câu hỏi thứ nhất, đáp án chọn là đáp án D. Question 2. Circle the letter A, B, C or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in the following question. Chọn đáp án A, B, C hoặc D để chỉ ra từ mà phần gạch chăng khác so với ba từ còn lại ở việc phát âm trong câu hỏi. A. Accelerate. Accelerate. B. Integrate. Integrate. C. Certificate. Certificate. D. Estimate. Estimate.
Vậy, đáp án chọn trong câu hỏi thứ hai đó là đáp án C. Và các em lưu ý, khi chúng ta gặp những từ có kết thúc bằng ATE, nếu từ loại là động từ thì nó được phát âm là it. Nếu từ loại là tính từ hoặc danh từ thì nó được phát âm là it. Now, move to the next question. Circle the letter A, B, C or D to indicate the underlined part that needs correction in the following question. Chọn đáp án A, B, C hoặc D mà chỉ ra phần gạch chân cần được sửa trong câu sau đây. Và đây là bài tập về tìm lỗi. I will follow you before I will leave for the office tomorrow morning. Các em nhìn vào bốn đáp án được gạch chân. A. Will follow. B. Will leave. C. For. D. Tomorrow morning. Trong phần ngữ pháp chúng ta đã học sự hòa hợp thì của mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian là thì tương lai không đứng trong mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian. Vậy chúng ta sẽ chọn đáp án sai là đáp án B. Will leave. Và thay vì đó dùng thì hiện tại đơn. Vậy chúng ta sửa lại đáp án B là leave. Câu này chúng ta tạm dịch như sau. Tôi sẽ gọi điện cho bạn trước khi tôi đến văn phòng sáng ngày mai. The next question. Circle the letter A, B, C or D to indicate the words that is closed in meaning. The next question. Circle the letter A, B, C or D to indicate the words that is opposite in meaning to the underlined part in the following question. There has always been the stability of the dollar on the world's money markets. A. Steadiness. B. Change. C. Permanence. D. Constancy. Đây là bài tập dạng câu hỏi tìm từ trái nghĩa. Chúng ta có stability có nghĩa là sự ổn định. Phương án A. Sự ổn định. Phương án B. Sự thay đổi. Phương án C. Sự bền vững. Phương án D. Sự kiên định, sự lâu bền. Vậy trái nghĩa với sự ổn định là đáp án B. Change. Luôn luôn có sự ổn định của đồng đô la trên thị trường tiền tệ thế giới. Chúng ta đến các câu hỏi tiếp theo. Circle the letter A, B, C or D to indicate the correct answer to each of the following questions. Bây giờ chúng ta nhìn vào câu hỏi 6 đến 9. Question 6. Vietnam were to the Association of Southeast Asian Nations in 1995. A. Founded. B. Admitted. C. Forged. D. Promoted. Việt Nam được vào Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á năm 1995. Phương án A. Thành lập. Phương án B. Được nhận. Phương án C. Tạo dựng. Phương án D thúc đẩy và đáp án chọn của chúng ta là đáp án B admitted. Việt Nam được nhận vào Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á vào năm 1995. The next question. Young people account the vast majority of our customers. A. For. B. At. C. In. D. On. Đây là câu hỏi giới từ đi theo sau động từ account. Trong phần từ vựng chúng ta đã được on giới từ theo sau động từ account là giới từ for và đáp án chọn là đáp án A. Giới trẻ chiếm đa số khách hàng của chúng tôi. The next question. The Health Minister declared a coronavirus epidemic in Khánh Hòa. A hotel receptionist in Nha Trang has tested positive for the virus. A. Before. B. After. C. Why. D. Until. Đây là câu hỏi chọn liên từ. Vậy chúng ta phải biết nghĩa của các liên từ. Nắm được thì của động từ trong mệnh đề chính, mệnh đề trạng ngữ. Thì của mệnh đề chính của chúng ta declared, quá khứ đơn. Thì của mệnh đề trạng ngữ has tested, quá khứ hoàn thành. Vậy để đảm bảo cấu trúc, mệnh đề chính quá khứ đơn, mệnh đề trạng ngữ quá khứ hoàn thành. Phương án của chúng ta chọn đó là phương án B. Bây giờ chúng ta dịch phương án B vào trong câu 8 để xem có hợp nghĩa hay không. Bộ trưởng Bộ Y tế tuyên bố dịch cúm virus corona ở Khánh Hòa sau khi một nhân viên lễ tân khách sạn ở Nha Trang thử nghiệm dương tính với loại virus này. Và đáp án B là đáp án đúng.
Question 9. By the time he retires, he $20,000. A. Will save. B. Has saved. C. Had saved. D. Will have saved. Với câu hỏi này, chúng ta dựa vào liên từ by the time và động từ retires. Retires ở thì hiện tại, trước khi anh ấy nghỉ hưu, tức là anh ấy chưa nghỉ hưu. Trước khi anh ấy nghỉ hưu thì anh ấy sẽ đã tiết kiệm được $20,000. Vậy sẽ đã là thì tương lai hoàn thành. Đáp án chọn của chúng ta là đáp án D. Now, the last question in this mini test. Bây giờ chúng ta đến câu hỏi cuối cùng. Circle the letter A, B, C or D to indicate the sentence that is closest in meaning to the following question. Chọn câu A, B, C hoặc D mà chỉ ra câu gần nghĩa nhất với câu hỏi sau đây. As soon as they got off the plane, they were kept in quarantine for 14 days. A. They had been kept in quarantine for 14 days before they got off the plane. B. No sooner had they got off the plane than they were kept in quarantine for 14 days. C. Hardly had they got out of the quarantine for 14 days when they got on the plane. D. They needed keeping in quarantine for 14 days after they had got off the plane. Bây giờ chúng ta cùng dịch câu thứ 10. Ngay khi họ xuống máy bay, họ được đưa đi cách ly 14 ngày. Phương án A. Họ đã được đưa đi cách ly 14 ngày trước khi họ xuống máy bay. Phương án B. Họ vừa mới xuống máy bay thì họ được đưa đi cách ly 14 ngày. Phương án C. Họ vừa mới được cách ly 14 ngày xong thì họ lên máy bay. Phương án D. Họ cần được đưa đi cách ly 14 ngày sau khi họ xuống máy bay. Vậy phương án chọn của chúng ta đó là phương án B. We finish the lesson here. I hope that what you learn in this lesson will help you to do well in the next examination. Goodbye and see you.